hầm chỉ huy của tướng De Castri, hay còn gọi là sở chỉ huy binh đoàn tác chiến Tây Bắc, thuộc địa phận phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Gần 60 năm đi qua, những dấu tích của quân đội Pháp, tướng De Castri vẫn còn đó trong căn cứ địa mà người Pháp cho là một pháo đài bất khả xâm phạm ở Đông Dương. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ gần 60 năm về trước, hầm De Castri là cơ quan đầu não của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Vì vậy, đây là một trong những cứ điểm được ưu tiên những vật liệu xây dựng vững chắc và kiên cố nhất, có khả năng chống chọi lại được hỏa lực của đối phương. Cấu trúc và cách bố trí sắp xếp của căn hầm vẫn được giữ nguyên vẹn. Thành hầm lát gỗ dày 0,8m, nóc hầm lợp bằng những tấm ghi thép hình vòm, trên xếp nhiều lượt bao cát và những cây gỗ lớn, chân hầm bằng các tấm thép lá ghép vào nhau. Hầm sâu 2m, rộng 8m, dài 20m và có 4 ngăn. Xung quanh hầm và các vách ngăn là những dãy thùng phi chứa đầy cát. Hầm có hai cửa thông sang các hầm bên cạnh. Bên ngoài hầm là hàng rào dây kẽm gai và những bãi mìn dày đặc chỉ chừa lại một lối đi nhỏ vào hầm theo hình chữ chi. Phía ngoài hàng rào là 4 chiếc xe tăng phòng thủ ở 4 hướng. Tại căn hầm này chính là nơi tướng De Castri và toàn bộ bộ chỉ huy quân Pháp bị bắt sống. Kết thúc cuộc đấu tranh trường kỳ và gian khổ của quân và dân ta. Ngày nay, di tích hầm De Castri đã được Đảng và Nhà nước đầu tư kinh phí để trùng tu, tôn tạo lại nguyên bản bằng những vật liệu bền vững, phục vụ khách tham quan trong và ngoài nước. Đồng thời, đây cũng chính là bằng chứng để mãi mãi tôn vinh sức mạnh, vĩ đại của quân và dân ta trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ đất nước. Rất không phục vụ thế hệ cha anh đi trước. Vì ngày độc lập mà không có hy sinh, không ngại sương máu, những ngày độc lập cho đất nước. Chúa là thế hệ người sau rất lớn trên trời và trọng cha anh. Ông cha ta và lập nên lịch sử đất nước này, con người này luôn luôn chúng tôi là người chiến thắng các bác thế hệ đánh Mỹ. Thế nhưng mà vẫn cảm thấy lòng tự hào vô cùng. Chiến tích của ông cha ta